Xin chào các bạn. Hello. Đây là ca sĩ Huy Tuấn. Các bạn có nhớ là Huy Tuấn là đã có hát trong một cái chương trình Ký Ức của bà Tám. Số mấy thì Tám cũng nhớ. Hình nhưng như mà là... lúc đó là chương trình gì ha? Chương trình Chúa đúng không? Không, hát về cha mẹ. À. Hát về mẹ. Mưa hôm đó hát có hát má chị đó. Cha mẹ. Có má chị không? Mưa hôm đó chị em mình hát mấy bài mẹ đó. Nhưng mà muốn hát về cha mẹ với lại có một hai bài Chúa nữa. Ủa vậy hả ta? Chị không nhớ cái đó là chương trình Ký Ức và cái gì, nhưng mà nhớ là hát nhạc Chúa rồi hát nghe nhạc mẹ. Đúng rồi. Đó. Thì sắp tới chị cũng có hát nhạc MLD nè. Dạ. Mà Tường Nguyên. Ồ. Tường Nguyên hứa mấy số rồi mà bây giờ mới lên á. Tường Nguyên hát nhạc mẹ mà Bolero. Wow. Khách mời Tường Nguyên. Wow. Thì tháng 5 này là tháng MLD nè. Dạ đúng rồi. Cho nên là mình làm rồi. Ngày 8 tháng 5 nè chị làm. Dạ. Rồi bữa giờ khán giả của Tám đâu có dịp để mà nói chuyện tâm sự với lại Huy Tuấn đâu. Bây giờ mới có dịp đây. Vừa... cho nên mình tranh thủ. Đúng rồi. Tám với Huy Tuấn. Dạ. Rồi Huy cuộc Tuấn... sống của Huy Tuấn bây giờ sao? Huy Tuấn lúc này thì cũng rất là bận, vừa đi học vừa đi làm. Nói chung là phục vụ nhà thờ rồi hát thánh ca. Wow. Rồi có chương trình nào thì hát chương trình đó. Cho nên là thì cũng vui hả? Cũng bận vui lắm. Vui không? Dạ vui chứ. Bận rộn nhưng như mà bây vui giờ đúng nè, không? Nhưng bây giờ là lên Đức Mẹ Long Beach là hát là mình hát theo cái tâm mình rất là yêu Chúa và yêu mẹ, cho nên là mình rất là thích hát cho nhà thờ, cho Chúa, cho mẹ vậy đó. Mình đi đến mình hát mình cảm thấy rất là phúc, mà thấy nó vui sao á. Còn lúc mà ở Việt Nam là Huy Tuấn có hát nhà thờ không ta? Có, chị cũng có hát nhà thờ. Dạ. Chị nhớ. Đúng rồi, nhưng mà qua bên này thì hát nhà thờ nhiều hơn. Bên này nói chung là nhà thờ cũng sinh hoạt rất là nhiều. Nhiều khi ở Việt Nam thì đi hát show hàng đêm cho nên là bận hơn. Mệt. Đi hát ở ngoài nhiều hơn. Dạ. Rồi bây giờ là Tuấn đang học cái gì? Học học bên college, học về major của em là voice. Cái gì ta? Hát gì? Ôi rồi vậy là music nữa, piano nè. Ô trời. Guitar nè. Trời. Dance, modern dance, múa nữa nè. Cái đó là mình bao nhiêu tuổi mình mới học? Ai cũng được học cái đó. Ủa vậy hả? Bao nhiêu tuổi cũng được học hả? Đúng rồi. Trời ơi, học cái đó cũng hay ha. Dạ. Nhưng mà học theo giờ giống như là mình chọn giờ hay là chọn mình... giờ, nó có giờ để mình chọn á. Lớp đúng lớp không? Học nó mình chọn. Nhưng mà một tuần học mấy ngày? Có học 6 à, 5 ngày. Có ngày học 2 buổi, có ngày học 1 buổi. Cũng vui lắm. Mà nói chung là mình cũng có người lớn tuổi hơn mình cũng đi học. Vậy cũng à? Nhiều lắm. Bao nhiêu năm mình mới ra trường? Thì 4 năm không? Một người ở Mỹ ở đây được như là 3 tới 4 năm. Bận rộn mà cũng đi hát cho Đức Mẹ với Chúa là quá tốt rồi. Dạ, mình cái đó là hình như là chính của cái cuộc sống của mình là mình đi phục vụ. Còn mấy cái kia là học phụ thôi. Học thêm thôi. rồi Huy Tuấn hát nhà ca đoàn nào? Em hát lúc trước em hát hai ca đoàn. Cũng ca đoàn nào cũng tên là Sinh Vân hết. Nhưng mà con cái là hai ca đoàn nó gần giờ nhau quá. Cho nên đi qua bên ca đoàn. Trời ơi, hát tới hai ca đoàn lúc luôn vậy đó hả? Mà hai ca đoàn Sinh Vân luôn nha chị. Trời đất cái ơi. Này vô tình. Chứ không phải là mình xong cái một ca đoàn bên kia thì gần giờ quá, vô tập hát không được bao nhiêu. Cho nên thôi mình thấy cũng hơi kỳ á. Thôi mình xin nghỉ. Giờ còn một ca đoàn thôi, ca đoàn bên anh Vinh thôi. Là hát ở đâu? Westminster. Anh Vinh á, anh ca trưởng. Ủa vậy? Chị Mỹ Lan á, chị Mỹ Lan, Mỹ Huyền đó. Ủa vậy kỳ dạ. Kỳ này ngày 25 này Huy Tuấn có hát cho Cha Tuyên không? À... có biết Cha Tuyên không? À, cái chương trình gì? Chương trình gì không biết, Cha Tuyên gọi chị hát, hình như có chị Mỹ Lan nữa đó.
sao Huy Tuấn ở trong đó mà Huy Tuấn tham gia cũng mới hát vậy rồi cho mấy sơ ở dòng bến Thánh Giá gì đó cũng chương trình Cha Tuyên gây quỹ đó cũng mới hát cho cha. Ủa cái đó là hình như có chị hát mà không đâu có chị hát đâu hả? Có em với chị Mỹ Huyền à. Ủa, Mỹ Lan hả? À chị là hình như lâu rồi à, lâu rồi dòng bến Thánh Giá có mấy à, ai dòng bến má không phải quên cho trung tâm công giáo trung tâm công giáo khác hát là trung tâm công giáo thì chắc là nhiều ca sĩ quá chắc đợt này không có cứ thay phiên nhau thì lần đầu tiên Cha Tuyên mới gọi cho chị đó chứ đó giờ nghe tên Cha Tuyên nhưng mà chưa bao giờ nói chuyện với Cha Tuyên hết á. Rồi xong rồi cái hôm cách đây mấy ngày Cha Tuyên có gọi nói là hát cho cha bài mẹ bài mẹ mà cha hỏi có bài mẹ nào không. Thì cuối cùng thì cha mới đưa cho chị kiếm cho chị một cái bài mẹ mà trời ơi chị nghe mà chị hết hồn á, tại vì chị hát cũng lâu lắm rồi mà chị không nhớ luôn. Cái đó ủa cha ơi cái này ai hát cha con hát chứ ai. Ôi trời, nhận không ra mình luôn, không ra luôn. Ủa sao cái bài này lạ quá, con không có nhớ. Tại vì hồi xưa chị thâu nhạc đạo nhiều lắm mà cái bài này là như là thâu xong là cũng không được nghe luôn hay sao á, cho nên chị không nhớ. Mà cái giọng lúc đó nó non chẹt à. Bài đó tên gì ta, trời quên rồi. Cái trong gì máy bài? Hả? Mà bài của cha sáng tác. Ồ Cha Tuyên sáng tác mấy hả? Bài luôn, có cái bài Lên Đường Mẹ Ơi Mẹ Dân Rất Đó cũng là của Cha Tuyên mà hồi xưa chị cũng thâu bài đó. Mà chị nhớ bài đó, mà cái bài này là chị không hề nhớ. Xong cha nói thôi hát bài này đi hả? Của cha sáng tác. Mà Cha Tuyên sáng tác nhiều bài hay quá. Kỳ vừa rồi em mới hát cái bài Linh Mục Người Là Ai, trời ơi thích ôi là thích luôn. Hát chương trình của Cha Tuyên nè, những tác phẩm của Cha Tuyên. Trời ơi bài nó hay lắm. Cái bài đó cũng mới có một người hát thôi nhưng mà chưa có thâu. Thì em là người hát đầu tiên, thứ nhì là hát thâu ra cái Linh Mục Người Là Ai của Cha Tuyên. Bài nó hay lắm. Cha Tuyên nhiều sáng tác nhiều bài hay lắm. Mà trời rất là hân hạnh được cha gọi cho mình. Nhờ mình hát một bài của cha. Chị em mình cũng hợp nhau ha. Toàn thích đi là hát cho Chúa, cho cha. cho nên là rất là lucky với chị Thơ. Không có duyên ha. Có duyên với chị từ hồi Việt Nam ha. Ừ, từ Việt Nam. Mà lúc mà Tuấn qua đây là bây giờ là được bao nhiêu năm rồi? 4 năm chưa? No, 5 năm hả? Em qua Cali thì mới qua Cali lại đây thì khoảng 4-5 năm. Chứ em ở Tiêu Văn khác. Em qua bằng thời gian với chị á, phải không? Bây giờ mấy năm rồi? Không, trước đây em qua hồi em đi thi visa là trước nữa rồi. Xong rồi em qua bên Tiêu Văn khác em ở cũng mấy năm. Nhưng mà định cư là bao nhiêu? Cũng 8 năm rồi. Sau chị mấy năm. Bây giờ ghé nhà Ái Trinh hả? Dạ đúng rồi. Đón Ái Trinh. Rồi mình lên Đức Mẹ Long Beach. Mình hát tiếp hả? Yes. Hôm nay hát Chúa. Hôm nay lòng thương xót Chúa. Cho nên là chị Thơ có hát bài gì không? Không biết, chị đâu biết đâu. Chị đâu có hát. Chị có hai ca sĩ hát rồi. Nó hát thêm. Chị mặc đồ, đâu có mặc áo dài, áo đồ đâu hát. Em có mặc áo dài đâu. Không, em hát không. Thấy tại vì Ái Trinh mặc áo dài hát thấy đàng hoàng. Chị đâu có mặc áo dài đâu, mang về bắt ta. Được rồi chị. Để Ái Trinh hát cũng hay rồi. Okay. Mà lâu lâu rồi hứng chị thấy bài nào quen quen thì nhảy vô chị. Dạ, hát. Đúng rồi, em có Ái Trinh nha. Hát câu đỡ ghiền. Mở Trinh ra đi. Rồi. Đang bị đau lưng nè, trời. Chị hả? Em trời ơi, cái lưng là nghề của em. Ủa? Trời ơi, em giỏi về cái lưng lắm. Ngày xưa đúng ra á là em phải đi mổ cái lưng đó. Ngày xưa em đánh cầu lông hả, em bị chấn thương. Xong rồi em chưa hết chấn thương, xong em ghiền quá em đánh lại, bị đi bị lại mấy lần vậy. Xong bị nặng luôn. Rồi sao? Rồi chuẩn bị đi mổ. Tới là Trinh ơi, tới rồi nha. Ok. Xong rồi đúng ra em đi mổ đó. Nhưng mà có cái anh đánh trống ở bên Maxim á, anh chị cho em cái chỗ ông thầy thuốc bắc đó mà họ làm tới mấy đời rồi. Xong ông chị cho em, ông kêu mà mày phải mang cái hình đi rồi người ta coi, nếu mà chữa được á thì người ta sẽ đưa thuốc cho mình là mình đắp.
y như rằng trời ơi may mắn quá, chữa em đắp thuốc nó một tháng, sau đó em nghỉ hình như là 3 tháng, xong đắp thêm một hai tuần nữa, xong bắt đầu cái lưng em là nó ngon lành, xong bắt đầu em tập thể dục lại, tới giờ là cũng mười mấy năm rồi. Vậy mà bây giờ em nhảy như là một đứa trẻ, em nhảy em quay em làm đủ thứ hết. Cái đó ở bên Việt Nam làm sao mà mình chủ được? Được, mình chỉ cần có cái hình mình gửi cho người ta, xong người ta coi được thì người ta sẽ gửi thuốc qua đây, mình chỉ có mua rượu bên này thôi, nó đắp cái đó bằng đắp với rượu đó. Thì nếu mà muốn chữa thì có nhiều người ở đây cũng giỏi lắm, nhiều người cũng chữa ở đây lắm, nhưng mà em thấy cái chỗ này giỏi hơn. Cái chỗ này, cái nhóm cầu lông của em như giờ là như 10 người bị đi là 9 người là chữa hết á. Vậy à? Giỏi lắm, ông thầy thuốc bắc này giỏi lắm. Ồ. Ủa chị Dung, chị Dung có đi không? Không. Uh-huh. Có người chiếm chỗ Á Trinh rồi. Khỏe không Á Trinh? Em khỏe, cảm ơn chị. Đau ngay chỗ cái thắt lưng á Huy, Huy Tấn. Dạ, rồi thì em đắp thuốc ở đó thì nó quá hay là đi. Phải mình phải kêu gửi Việt mình Nam có qua cái phim, có phim để người ta cái phim coi. Chụp hình đó hả? À, cái phim chụp hình cái lưng á. Xong người ta coi nếu mà chữa được á thì người ta sẽ chữa cho mình. Rồi nếu ấy thì mình giờ ai mang thuốc qua cũng được hay gửi qua cũng được. Xong rồi qua mang thuốc qua rồi em giúp cho, tại em đắp nhiều rồi em rành lắm. Nhưng mà chị bị sao, bị đi nó bị rút cái gân hay là sao? Không thì tự nhiên cái nó đau cái thắt lưng là tự nhiên à. Ôi trời ơi, cái đó thì bị cái cơ thôi, cái đó dễ lắm, em chỉ cho chị mấy thế tập là nó hết liền. Giống như giờ mình cúi xuống mình mặc quần mình mặc cái quần á, cái mình không xuống mình mặc cái quần cái mình cũng đau. Nó bị cái cơ thôi, không có sao đâu. Cái cơ thì chị nó có như mấy thế tập để xíu ghé nhà chú đi em chị cho. Chị. Hôm nay lòng thương xót chú, chị hát bài cho con vững tin đi. Ủa bài đó là nghề của chị rồi. Lấy nhạc cho chị nha. Lấy nhạc nữ, tông nữ. Lấy nhạc sẵn cho chị đi, chị hát cho. Ủa giờ nó bật xi nhan mà nó đi thẳng. Mặc đồ nì hát luôn kệ hay ha. Thì hai chị em mình mặc áo đỏ nè. Đúng rồi. Đó. Sao hai đứa mình mặc áo đỏ luôn gì? Chung quá ha, chung quá ha, chung hợp ha. Cho con vững tin là nghề của chị đó, là bài ruột của chị đó. Nhưng mà không thuộc lời. Thì nhìn lời thôi. Con tưởng rằng con vững tin chắc. Tin vào Chúa là cha nhân hiền. Khi cuộc sống nhẹ trôi êm đềm với tháng ngày lặng lẽ bình yên, nhưng khi đường đời dài bài này của chị hả? Ý là chị hát trong cái CD á. Nhưng mà cái nhạc này của chị không hả? Cái nhạc này không phải của chị, có cái nhạc của chị luôn á. Hát trong này được không? Được. Vì lạy Chúa, Chúa biết con yếu đuối và đổi thay, con luôn cần đến Chúa từng phút. Lấy này hả chị ha? Lấy này đi. Có hai bài. Rồi lấy bài này. Hay là em hát đi chị bè cho. Nhô chị hát đi. Giờ là chị thiếu Trinh e-shop qua cho anh. Trinh hát bài gì? Sáng nay đi lễ chưa Trinh? Em đi rồi. Mình đi cái này đâu có thay lễ đâu. Đúng rồi, cái này đâu có đi lễ đâu. Giỏi quá, đứa nào cũng đi lễ rồi hết nha. Ba đứa nào cũng đi lễ rồi hết. Này là trọng mà. Xong rồi hôm nay được về nhà anh Sĩ ăn. Mình được hưởng. Sau đó mình được hưởng. Được chú thưởng. Yes. Có làm cái gì mà để kêu khán giả ủng hộ không? Có không? Có cần không? Dạ không chị. Em tại lúc này em học nhiều rồi, em đi làm á, cũng không có là show nhiều, cũng trước giờ cũng ít đi giao thiệp đó, cho nên là sắp tới phải cố gắng bỏ thời gian ra giao thiệp thêm. Quan hệ liên hệ quan hệ nhỏ quá hả? Không có quan hệ lớn hả? Dạ đúng rồi.
mình cứ rút ở nhà không à. Tại vì bận rộn quá nó mệt đó. Dạ đúng rồi. Vì lúc mình cũng không muốn đi đâu mà gặp ai luôn á. Chị biết mà. Không có liên hệ thì không có show đâu. Ờ đúng rồi. Dạ. Mình có quan hệ. Không có show. Nhưng mà có show thì làm sao mà thời gian đâu mà đi làm mấy cái kia. Thì đó. Bởi vì nhiều lúc mình phải tập trung vô một thứ thôi. Đúng rồi. Chứ mình tập trung vô nhiều thứ cái không có thứ nào được hết á, không có thứ nào mà nó thành công dữ đó. Bây giờ em học thì em tập trung vô học luôn đi. Thì đó, mình ngày thường thì em học. Ừ. Rồi em đặng em đi làm. Thì đi làm thì em để kiếm tiền. Đúng rồi, đúng còn không? Hát thì nhiều khi cuối tuần hát cũng được. Hát thì ai kêu hát không kêu thôi. Dạ đúng rồi. Chứ giờ mình làm sao bây giờ mình đâu có thời gian để mình đi giao tiếp mà giao tiếp như thế nào mới được có số. Đúng rồi. Mình đâu có thể nào mình đi gọi bầu số tôi đâu có được. Đúng rồi. Thì bây giờ Chúa cho mình chạy xô thì mình chạy xô, Chúa không cho chạy xô thì Chúa cho ở nhà. Nhiều lúc Chúa nói thôi mày đừng chạy xô chi cho nó mệt. Đúng rồi. Lo mà tập trung. Đúng rồi. Mày kiếm tiền đi chú học kêu là, đi. Chú kêu là hát cho Chúa thôi. Ừ. Hát cho mẹ thôi. Đúng rồi. Chứ nhiều như nhiều em lúc. Em có nghĩ như chị. Xô nhiều quá tiền cái quên Chúa mẹ luôn. Đúng rồi, tại vì nhiều khi phải đi xô đó. Ừ. Rồi bắt đầu là quên Chúa. Quên luôn. Dạ. Cho nên Chúa cứ giữ em hoài. Chúa giữ nó hoài đi Chúa. Cho nó chạy xô nhiều là nó quên Chúa. Cái điều đó là hiển nhiên. Đúng rồi, đúng rồi, thường là vậy. Thường thường người ta con người ta cũng vậy nữa. Đi làm đi đồ nhiều tiền là cái bỏ Chúa, bỏ lễ, bỏ gì tùm lum hết. Dạ. Lúc mà bắt đầu có biến cố hoặc là sóng gió bắt đầu quay lại về cầu Chúa. Chính xác luôn. Đó là bình thường. Dạ. Cuộc sống thì nó như vậy rồi. Cho nên mình đừng có dấp phải giống như người ta. Nhưng mà em thích đi hát mấy chỗ khác mà hát thích ca á. Cho nên là em cũng phải vậy hả? Dạ, em thích hát thánh ca. Thì ví dụ fan bà Tám đi mà có người nào mà làm ở trong nhà thờ hoặc là trong những giống như chương trình biên tập của mà Chúa, nhạc Chúa, nhà thờ trong các kiểu bang á. Noel hay là thì có thể là mời Huy Tuấn này kia đi. Dạ. Giờ chị cũng vậy, mấy sau này fan cũng cô kêu chị hát ở chỗ nhà thờ đó. Yeah. Hát cho cộng đồng, ví dụ như trong nhà thờ cũng có kêu đó, nhưng mà nhiều lúc chị bận á. Yeah. Chưa nhận được. Với lại phần từ từ người ta quen, người ta biết mình hát cho Chúa thì mình không có lấy tiền giống như là hát lấy tiền giống như là bán vé. Dạ đúng rồi, chắc chắn cái điều đó luôn. Thì mình hát cho Chúa nó khác. Không phải là mình đi hát show bán vé thì nó khác với lại hát cho nhà thờ, hát cho cha, hát cho Chúa. Mình không thể nào lấy tiền giống như là hát show đi được. Cho nên là mình từ từ không sao, Chúa cho mình đi. Mà biết sao mấy lần chị đi hát show đó, đi nhầm ngày thứ bảy chủ nhật không à. Wow. Có khi không đi lễ được luôn. Thì mình tới đó mình hát, mình đi lễ nhà thờ nó luôn chị. Dĩ nhiên nếu mà có người quen thì chị kêu chở đi lễ. Còn nhiều lúc tới cái chỗ đâu có ai đâu. Không có ai rảnh hoặc là không có ai quen với mình. Thì mình đâu có thể mình nhờ người ta chở mình đi lễ được. Phải nhờ, nhưng mà nhờ những người có đạo á. Chở mình đi lễ, người ta đi lễ, người ta chở mình đi lễ luôn. Đúng rồi. Thì ok, mấy lần gì đi show chị cũng có đi đó. Dạ, nhà thờ em đó. Cho nên là nhiều lúc mình hồi đó đi show không bao giờ đi lễ luôn, bỏ lễ chủ nhật luôn. Dạ. Tại mình đi dù có khi mình đi thứ bảy, tối thứ bảy mình tới, mình bay tới nơi là chủ nhật rồi. Dạ. Là bắt đầu lo sửa soạn quần áo, pack up mấy đồ để chiều mình đi hát chứ. Dạ. Thời gian đâu mà mình đi lễ mà cũng chẳng có ai chở mình đi nữa. Cho nên là cái đó là một cái cũng là để ý á. Luôn luôn coi như show là phải thứ bảy hoặc là chủ nhật. Cho nên Quý Tống không cần đừng suy nghĩ về ví dụ đi show nha. Em chỉ suy nghĩ show đi hát Chúa thôi. Còn show kia thì không để ý ha. Ok. Chúa sẽ cho mình cái tiền khác. Dạ vâng, em không cũng không quan trọng cái đó lắm. Nhưng mà mình thích đi hát Chúa đó mà. Đi hát Chúa khắp nơi. Đó. Cái đó là cái sở thích của mình đó. Ái Trinh. Yeah. Em sao? Yeah. Em có thích đi hát Chúa khắp nơi không? Em thích hát Chúa mà ít người kêu em hát có tiền không ạ? Trời ơi.
kêu mình làm nhật đời không? Ở thiệt đó, ở Việt Nam là chuyên gia đi hát nhà thờ, đi hát dạng như mình ca sĩ công giáo đi hát. Thì bây giờ nè, sẵn đây fan của bà Tám ở đâu mà ở xa mà làm trong nhà thờ này kia thì nhớ đến hai ca sĩ nè, Huy Tuấn với lại Ái Trinh nè, một cặp song ca hát nhạc Chúa. Nhiều, rất là nhiều nhạc Chúa. Đó, nhạc Chúa không có tiền mà không ai kêu. Bởi vậy mới nghiệt ngã. Thì bây giờ tại vì mình không nói ra làm sao mà mọi người biết đúng được. Đúng rồi, nhờ chị cơ, chị Thơ nè. Ừ. Fan rất là nhiều. Đúng rồi. Hơn 100.000 luôn. Thì nói chung ví dụ như là 5.000 người coi thì ví dụ có 50 người đúng rồi. Muốn kêu cũng được vậy. Chỉ cần 2 người thôi. 2 người. Không cần 50 người đâu. 2 người thôi đủ rồi. Một người cũng được nữa. Dạ dạ. Đó, nhưng những cái ngày lễ lạc nè, nhà thờ tổ chức thì ví dụ như là hai đứa thích thì mà những cô chú đó sẽ mời tới hát nhạc đạo Chúa, nhưng mà thù lao thì không có lấy giống như là đi show đâu, cho nên là yên tâm, chỉ là lấy tiền giống như là tiền áo quần, tiền công sức chút xíu bỏ ra thôi, đúng không? Dạ. Vài trăm cũng được, đúng không Huy Tuấn? Dạ vâng. Đâu có cần phải dạ. 1.000 mấy 2.000 giống như là mình đi show bán vé đâu. Cái nào cúng cái nào ăn chứ không phải cái nào cúng mà lấy mà ăn luôn đâu. Dạ, đúng rồi. Ái Trinh với lại Huy Tuấn hát nhạc Chúa rất là hay luôn. Cảm ơn chị. Hát có tình cảm lắm. Dạ. Có tình cảm lắm, hát cũng như là mình bỏ cái hồn mình vô trong đó. Điển hình là 13 hàng tháng nào cũng có hai ca sĩ này ở ngoài Đức Mẹ Long Bích. Ủa nhưng mà cơ duyên nào mà tự nhiên hai đứa đi ra ngoài Đức Mẹ Long Bích hát vậy? Chị Ngọc làm bên Pharmacy Lan Vi á, chị là quen thân với chú sĩ. Xong rồi chị nói chú sĩ, rồi chú sĩ kêu ra hát. Sau bắt đầu là em kêu Ái Trinh. Thấy Trinh cũng yêu Chúa yêu mẹ. Nhớ kỳ em ra hát có một mình nhớ không? Cái đó, đợt đầu rồi. Tiên là đúng em rồi. Hát có một mình thôi. Đợt đấy buổi tối em hát bên sen. Không, không có đợt thứ hai rồi, có đợt thứ hai nữa. Tại vì hát thử coi sao. Thì Ái Trinh cũng mến Chúa yêu mẹ nè, rồi thấy có đạo đức quá. Cho nên là thấy hợp cho nên là rủ Trinh đi. Cũng hay á, cũng có duyên. Yeah. Chứ chị làm, chị livestream ngoài đó cũng lâu lắm rồi đó. Yeah. Nhưng mà sau này mới thấy có hai đứa hát, trời ơi, thấy vui. Yeah. Thấy cũng vui, cho nó có cái nhạc này kia lên cho nó gì kêu hấp dẫn chút. Dạ yeah, đúng rồi, cho nó thay đổi chút xíu. Thay đổi không khí chút. Yeah. Cho nó vui. Vậy là hôm nay hát bài, Trinh hát bài ha. Chị Thơ hát đầu hả? Cái bài nào vui vui? Bài của Trinh là bài gì? Em đâu có vui đâu. Con tưởng rằng con vững tin là bài của chị Thơ phải không? Bài của anh nó cũng chậm. Chị chậm như sót vậy thôi, là cái sót đâu có vui. Ủa nhưng mà mình hát đầu hả? Thì chị muốn hát giữa, hát đầu, hát đuôi cũng được. Tùy chị à. Ủa? Nhưng mà thường thường là mình không, hát. Không, bây giờ có 3 lúc để hát. Lúc đầu tiên và thôi chị hát sau cho để em thôi nó họ chị hát sau cho đọc kinh xong tại vì xong đọc kinh Minh cho. Côi á thì mình hát xen vô được, còn mà Lòng Thương Xót Chúa thì mình phải đọc cho xong. Không, Lòng Thương Xót Chúa nó có cái bài, những cái bài hát ở trong giữa cái ví dụ như người ca Lòng Thương Xót đúng Chúa thì cái đó là phải cái đó là phải hát làm cho đủ thì cái đó thôi. Mình đừng hát nhạc đúng rồi, ở giữa cho đó xong bắt đầu mình hát xong đi mình hát. Hoặc là Ái Trinh với Huy Tuấn hát trước đi, hát trước khi đọc kinh á, xong rồi cái mình hát. Ủa mình có đọc kinh Minh Côi không? Để hỏi chú, không biết có đọc Minh Côi không? Mình hỏi chú đi, tới lúc đấy mình phải chuẩn bị đó là mình thôi chuẩn để bị. Chị hát cuối cho rồi, xong rồi chị hát cũng được, lúc người ta không để ý mình hát đỡ hơn. Yeah. Nói chung ở đây vậy chứ đâu có quen cha nhiều đâu. Yeah. Chỉ quen có biết con mình cha Tuấn ở sân Mặt Ba La. Là coi như là quen, có nghĩa là thân, giống như có cái gì cứ gọi cha đó. Rồi cha có mời, cha Tuấn có mời tháng 10, ngày 15 tháng 10 là cha kỷ niệm
35 năm linh mục một của cha đó. Oh. Là cha bây giờ là cha đã mời rồi đó. Cha nói nhớ qua lên hát cho cha một bài nha. Cái nó trời ơi, chắc chắn rồi cha. Cái gì cha kêu con hát cho. Hát được không để được. Giới thiệu cho cha. Trời ơi, nhận thân ca là được để nói với cha nói giới thiệu Huy Tuấn với cái Trinh hát cho cha cái chương cái tiệc đó. Cha nói 900 khách luôn á. Thì 900 khách đó. Gần 1000 khách luôn hả? Wow, ở nhà hàng cái nhà hàng Paracel gì ta? Paracel. Cha Tuấn mà. Ừ, cha Tuấn. Con chiên rất là nhiều. 35 năm làm linh mục của cha đó. Dạ. Là cái ngày cuối cùng Đức Mẹ đúng rồi. Đức Mẹ làm theo lạ. Trời ơi, đúng ngày đó luôn, cha làm ngày đó luôn. Dạ. Hôm nay đi có một mình à. Không ai quay bì hai á. Chắc phải lấy ghế ngồi quay chứ đứng ngồi đau lưng Hay là gì hết cuối em quay cho cuối 8 hát rồi nhờ Ái Trinh quay giùm nha. Cầm cái livestream á mình bấm máy nha, em bấm máy nha. Không, cái đó lúc đó là chị đang livestream á. Chị livestream xong rồi lúc đó chắc nhờ ai cầm máy giùm mà chị hát. Rồi bây giờ gần sắp tới chưa? Bây giờ cảm ơn Huy Tuấn nha. Rồi cảm ơn chị, cảm ơn các thân yêu, các bạn thân yêu của bà Tám Cam Thơ. Có gì hẹn gặp lại sớm nha. Nhớ nha fan bà Tám hoặc là các cha các sơ gì mà ở nhà thờ Tiểu Quang có cần ca sĩ hát nhạc thánh ca. Dạ đúng rồi. Thì gọi hai ca sĩ này Huy Tuấn và Ái Trinh. Ái Trinh ca sĩ chuyên hát nhạc Chúa, nhạc đạo thánh ca rất là hay. Huy Tuấn cũng xin cảm ơn trước nha. Và Huy Tuấn rất là hân hoan và vui là được đi hát khắp nơi hát thánh ca. Nhưng mà nhớ đi lễ không bao giờ bỏ. Tới nhà thờ là coi như hát đúng rồi, là đi lễ luôn rồi. Không quay video thôi. Ái Trinh đâu rồi, đưa cái mặt ra coi. Chào các khán giả nè. Thấy Ái Trinh đẹp không? Mỗi lần đi hát ra Đức Mẹ hát là đẹp vậy đó. Sửa soạn đẹp vậy đó. Ai như bà Tám, bởi vì bà Tám đâu dám hát đâu. Đẹp mà. Hôm nay là áo đỏ luôn, em cũng áo đỏ. Mỗi người có nét khác nhau. Ok rồi, bye bye. Bye bye nha. See you again. Hẹn gặp lại cái livestream hôm nay mà livestream lên trước rồi. Cái này lớp lên sau. Bye bye. Bye bye. Đây là Facebook và số điện thoại liên lạc của bà Tám Cam Thơ. Nếu các bạn nào có gì thắc mắc thì hãy liên lạc với Cam Thơ nhé. Rất hân hạnh được tiếp đón tất cả các bạn. Thank you. Bye bye.